la 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 con cá phải không ta ơi. Ú trời, con cá này ăn chắc tới công chuyện luôn quá. Nguyên con cá nóc vậy trời, tao mà ăn đây. Trời ơi chán thiệt, nghỉ câu cá luôn đi. Câu cá mà không được kỹ khô gì hết à, chán thiệt chứ. Đi cái khác vậy. Bum 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 bum. Cá bị ba gà, cá bị ba gà. Ồ, ở đằng kia có một bạn gấu kìa. Bạn gấu này đang làm cái gì vậy trời? Hay vô, hay vô, hay vô, hay vô. Bạn gấu nha, tôi là Capybara nè. Vô 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 vô. Bạn là gì? Bạn là gấu hả? Bạn là gấu hả? Đúng rồi, tôi là gấu. Ê trời ơi, bạn đang làm gì vậy đằng đẵng vậy? Tôi đang lấy mật ong á. Lấy mật ong hả? Trời ơi, xịn như vậy. Thôi, đừng có ăn mật ong đi, coi ong mà nó dí mình rồi nó chích mình đó. Cho bạn cái này nè, ăn cái này ngon hơn á. Cũng ăn được hết, bạn tin mình mà bạn ăn thử đi. Cái này chưa có nấu không ăn đâu, ăn rồi đau bụng á. Thôi chán quá. Tôi tên là Hiha Capybara. Còn tôi tên là Zombie Gấu Teddy. Trời ơi, Zombie Gấu Teddy hả? Ê, tụi mình là bạn nhau đi. Tụi mình đi chơi không? Được rồi, tụi mình sẽ là bạn của nhau suốt đời luôn đi. Ok, lên đi nào Gấu Teddy, tôi sẽ chở bà đi nào Gấu Teddy. Đây được rồi, để tôi leo lên. Đi rồi. Ding 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 đua thuyền dưới sân băng hả? Được á, được á, đi rồi. Được rồi các bạn gấu ơi, bạn chọn một cái thuyền đi. Rồi tôi chọn. Mình chọn thuyền màu trắng. Được rồi, vậy thì tôi chọn thuyền màu nâu cho nó hợp gu. Được rồi, lên thuyền. Ai đua thì sao đây, ai thua thì cố gắng thắng đi nghe. 3, 2, 1, đua. Ây da, ây da, ây da. Bạn giống mấy cụ bắp. Bà đâu rồi, bà đâu rồi, tôi về đích luôn rồi nè, tôi sắp về đích rồi nè. Rồi, về đích luôn rồi. Bà đâu rồi? Trời ơi, cái bà gấu này bà đua thiệt thầy, bà đi ngược luôn kìa mấy bạn ơi. Trời ơi, bà có biết đua hiền thiệt sự không đó? Ôi trời, ôi trời, ôi trời, trời ơi, bây giờ mà bà mới tới đất cùi bắp thiệt chứ. Hay tôi đua ghê không? Tôi đua một cái dèo luôn chứ bộ. Ê, trời ơi, trời ơi, ta con trai mà kêu bà vậy, cái bà gấu này, bà gấu. Kêu lộn, trời ơi, kêu người ta là bà là chết người ta luôn á trời. Được rồi, đua thiện như này phơi thiệt á. Ủa, có ai kêu mình kìa? Có ai kêu mình kìa, có ai kêu mình kìa? Dụ tôi đúng không, mày dụ tôi đúng không? Không, 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 hình như có ai kêu mình thiệt á, bạn gấu ơi. Ủa, có ai kêu vậy? Có ai kêu mình thiệt á? Ủa ai kêu vậy ca? Đâu ủa ta. Ai vậy? Ai vậy? Tôi nè, Capybara hi ha nghe đây. Ai vậy ca? Ủa ai vậy trời? Tao nghe tiếng mà không thấy hình vậy. Tôi ôi nè, đây, tôi nè, trời ơi. Ê, có một bạn nào ở đây nè, Dương Mai ơi. Ủa, Dương Mai ơi. Ủa, tôi Capybara, bạn mới là gấu quá chứ. Capybara. Trời ơi, bạn quên mình là ai luôn hả nè? Bạn nào nè? Tôi có chuyện gấp rồi, tôi chỉ không hay rồi. Đâu cô bù. Bạn cứu tôi về. Bạn của tôi đã bị gặp quan nạn. Trời ơi, bạn của bạn đó đang bị gặp hoạn nạn kìa. Đây 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 đây. Trời ơi, bạn này bị cái cây đè rồi. Tôi bị đè rồi. Chẳng hạn như nuôi ngũ hành sơn rồi. Bạn là chó hay bạn là khỉ vũ công vậy? Một cây làm chẳng lên non, ba chúng ta chụm lại đẩy cái cây này ra ngoài. Được rồi, nhanh lên. Được rồi. Hai bạn tên gì vậy? Tôi là Hiha Capybara. Tại giới thiệu tôi là Si Ba Ngáo. Hello. Si Ba Ngáo. Còn tôi là Chocobo Kimmy. Dạ, Chocobo.
Si ba, gấu và cặp bi ba nghe. Được rồi, vậy từ nay bốn tụi mình là bạn ơi, đi chơi không mấy bạn? Trời ơi, chúng ta là bạn đi. Thôi được rồi, vậy mình đi kiếm cái gì đó mình chơi đi. Bây giờ đông người rồi đó chứ mày. Bây giờ tụi mình có trò này vui lắm nè. Bây giờ chơi trò sới đất, bới đất, cái trò đó vui lắm á. Bới đất hả? Bới đất, bới đất mà cho bạn vô hả? Không lẽ bới đất sao mà tôi cho bạn luôn á chứ. Trời ơi là trời. Khỏi đi đồng đất với bạn này đi. Tôi có chỗ này hay lắm, theo tôi chơi nè. Ok, đi theo bạn này chơi đi anh em. Đi ơi, đi ơi. La 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 la. Trò này tôi nói chơi nào người mạo hiểm đó. Ê, trò mạo hiểm tôi thích ta, tôi thích ta. Trò mạo hiểm là trò gì vậy? Tôi thích chơi trò mạo hiểm á. Mày biết. Đúng rồi. Chơi đâu tôi sợ chết lắm. Có tụi tôi ở đây mà sợ cái quần gì? Bà chở người ta, bà chở hàng được luôn chứ yếu gì. Ừ, cho cô bô mà tưởng như cho cô bay vậy, bánh cho cô bay hả mà sợ. Nhưng mà đúng là cái con tôi là bay. Thôi kệ bà nó luôn đi. Nó không chơi. Nó không chơi thì tụi mình chơi đi thôi nghe ơi, nghe lên. Chết nhát quá thì ở lại đi. Chết nhát quá thì ở lại đi đúng không mấy bạn ơi? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đâu trò cảm giác mạnh là trò gì vậy? Ai sợ thì đi về nha, con cho cô bô đi về đi. Đâu đâu đâu? Ủa, đi vô cái gì đây? Tụi mình đến dân làng hả? Cái này là chợ của dân làng á, đi ô tô vui á. Chợ của dân làng vậy mấy bạn ơi. Đây bán nhiều đồ đó. Ê vô ở đây bán trái cây nè, trái cây nè. Hạt giống nè. Cái gì? Cái gì? Con là nhỏ nhỏ, cho đây. Cho đây nha, ơi, sao? Có chuyện gì? Trời ơi, bọn nó chuyện gì? Là động vật, có tiền đâu mà mua. Dẫn mọi người vô đây là để chơi trò mạo hiểm mà. Bây giờ mình lấy rồi mình chạy. Ôi, trò mạo hiểm. Cái gì? Trời ơi, chạy trò... quá. Trời ơi, trò mạo hiểm của thằng chó si ba này là lấy xong rồi chạy rồi bạn ơi. Trời ơi, mạo hiểm gì chứ. Giờ bà muốn ăn không? Ừ, cũng muốn ăn đó, đói bụng quá à. Muốn ăn thì phải làm thôi. Nè nè, bây giờ mọi người đứng ở đây đi. Tôi làm mẫu trước cho, làm theo nha. Ok. Nè, để tôi làm cho coi. Ôi, trời ơi, trời ơi, cái trò này đúng là cái trò mạo hiểm mày luôn á trời. Mày ơi, mày chó si ba đi luôn rồi. Chó si ba chạy có tiêu luôn rồi. Bây giờ tới bà đi Jimmy, tới bà đi. Quay, gặp nó đi. Ôi ơi, chạy ra kìa. Bạn gấu cũng hành công luôn rồi. Bây giờ tới bạn đó, cho cô mày. Bắt được mày rồi nha con nhóc. Mới bây giờ mà mày đặt đi ăn cắp ăn trộm hả mày? Thứ cô hồn cách đảng ăn cắp ăn trộm. Cho nó vô lòng đi. Oh no các bạn ơi, Kemi Chocobo bị bắt mất tiêu rồi kìa. Trời ơi, dạ trời. Trời ơi, cái bà này. Tao sẽ đem mày đi bán để chuộc lại số tiền mà mày đã. Mình là bộ trưởng bộ ngoại giao mà. Nên là chắc không sợ đâu mấy bạn ơi. Mấy chú ơi, mấy chú ơi. Mày lớn mày đặt đi ăn cắp hả mày? Chú ơi. Con là cắp. Mày tính ăn cắp đúng không? Không, con là cắp bi bắt nghe. Cắp bi bắt nghe. Bà bi bắt sao? Con không có ăn cắp đâu. Con không ăn cắp đâu. Con là cắp bi bắt nghe. Rồi, có gì không? Sao chú bắt động vật như vậy? Chú định làm thịt bạn con hả? Nó mà động vật cái gì? Nó cái là con nhóc này đưa cắp đồ của ta nè. Nếu mà muốn chuột lại thì đưa tao 100 đồng thì ta thả nó ra. 100 đồng ta bán nó. Ok luôn, 100 đồng đúng không chú? Chú đừng có bán nè, để đúng bán rồi. Cho con thôi. Được. Đúng rồi. Nhóc này có tiền sao 100 đồng không ít đâu nha. Từ từ con sẽ có thôi. Nhưng mà đừng có bán bạn con là được rồi. Để con cứu bạn của con nữa nghe chú. Được. Đúng rồi mấy chú. Đấy. Nghe là bạn đó đi. Ta sẽ chùa lại nhưng mà nhóc phải quay lại sớm đó chứ không. Để con biết rồi, con biết rồi. Bây giờ con đi đây. Nhanh lên, đi thôi, đi thôi. Trời ơi, Kemi cho con bò bị bắt rồi. Kemi cho con bò bị bắt rồi. Giỏi thiệt chứ. Trời ơi, cái trò mạo hiểm này nguy hiểm quá à. Nhưng mà bây giờ nó mới gọi là trò mạo hiểm. Bây giờ bị bắt bỏ vô lòng luôn rồi. Nếu mà chúng ta không có 100 đồng là không cứu ra được đâu á nghe. Trời ơi, 100 đồng làm sao mà có được. Trời ơi, bây giờ không thôi là bạn của mình bị đem bắt đi luôn đó. Trời ơi, ba mươi chứ giờ kiếm đâu ra 100 đồng trời. Trời ơi, thôi vậy bây giờ mình phải đi tìm cách, có cách nào đó để có thể có tiền đi. Chứ không thôi là không ổn tí nào đâu mấy bạn ơi. Hay là mình đi lấy một ông đem đi bán đi. Đúng rồi, bà
bạn có thể lấy được mật ong thì bạn đi lấy đi, tôi sẽ đi câu cá. Còn bạn chó này, bạn đi làm gì được, bạn làm mà kiếm tiền đi nha Lân. Tôi làm gì được giờ? Chặt gỗ, tôi làm đi, cái chặt gỗ đi. Đâu con chó này ngu quá à. Chó thì chặt gỗ hả, được không? Cũng được, tôi đây nha. Rồi, mọi người một việc đi, mọi người một việc, kiếm đủ 100 đồng đi, nhanh lên. Chờ đợi là hạnh phúc. Ngày hôm nay mình phải câu để được thật nhiều tiền để chuộc bạn của mình ra. Một tổ ong ở đây, bây giờ mình phải lấy nó mới được. Bây giờ mình sẽ chặt gỗ hoặc là gieo, chặt nhiều lên coi. Trời ơi, chặt nè. Chặt hết cái cây này không biết tới chừng nào. Ôi trời ơi, cái cây nè. Nhưng mà may quá, cái cây bự vậy ngã, chắc mình lấy gỗ dễ hơn nè. Chuyện này chắc là lấy được nhiều lắm đây, mà nhanh nữa. Này, bán hết đông ca với lại đôi giày thúi, mình được có 36 đồng rồi các bạn ơi. Không biết mấy người kia sao nữa. Ê, nhưng mà chưa được nghe rồi. Trời ơi, tôi chặt gỗ thấy bà luôn, được có 36 xu à. Cũng 36 luôn hả? Ôi trời ơi, bà kiếm được bao nhiêu vậy My? 46 lận nhỉ? Ý, 36. Ê, hình như có thể đủ á. 36 cộng 36 là 72. 72 cộng 46 là mình tới 110 mấy lần đủ rồi đó. Hoành lại cứu các bạn ơi. Cho cô bô kem My thôi, nhanh lên mấy bạn ơi. Đủ rồi. Nhanh lên. Đúng rồi. Ê mà quên, hai bạn là hai người ăn cắp đồ đó, đi vô trong đó nhiều khi là bị xử luôn, bị bắt heo luôn đó, là tốn em 100 đồng nữa là 300 luôn á. Nó bay nó ba đây đây, để tôi đi vô cho, để tôi đi vô cho. Trời đất ơi, chú Vân Lan ơi, con đem tiền tới rồi nè. Ủa gì vậy nhóc? 100 xu đúng không chú? Ai nhóc, tôi trễ rồi, hồi nãy có một người đã mua bàn cháo rồi. Ủa gì á? Hai người nói là bay chừa lại cho con mà. Ta chỉ kêu rằng cố mà kiếm tiền nhanh, nếu không là ta bán người khác. Con kiếm đủ rồi nè, 100 rồi mà. Quá trễ rồi. Cái gì vậy? Bạn của con mà. Hai người hứa là chừa lại bạn cho con mà. Trời ơi, hai người người lớn mà không nhưng mà cháu không có giữ lời cái gì hết á. Nhưng mà người mua bạn con đi hướng nào vậy chú? Hướng bên đó đó. Hướng này hả? Được rồi. Ê, mọi người ơi. Gấu với lại Si Ba ơi, trời ơi. Em My bị có người mua luôn rồi. Bây giờ người ta vừa mua đi hướng này nè, mình phải đuổi theo đó, nhanh lên. Ủa cái gì kỳ vậy? Đi. Người ta họ đang bán cho mình mà. Trời ơi, họ không giữ chữ tín gì hết trơn á. Mình đi lâu quá, họ bán dần ai luôn rồi. Nhanh lên, phải đi cứu, phải đi cứu. Trời ơi, nhanh lên. Ê, hình như tôi thấy đằng kia kìa. Có người đẩy xe kìa. Nhanh lên mấy bạn ơi. Ông chú. Mày tao đem về xào chiên chắc là ngon lắm đây. Ông chú ơi. Ê, đứa nào đây? Ơi, cái này là bạn của con, cho tôi thả bạn con ra. Đúng rồi. Ai, tao bỏ tiền biết là 100 đồng vàng là người ta mua nó đó, nghĩ sao? Con sẽ trả chú 100 đồng. Con trả lại chú 100 đồng, trả lại đi. 200 đồng vàng thì tao thả. Thả 200 đồng vàng ở đâu được? Không được. Chú phải thả bạn con ra. Tội nghiệp bạn con lắm chú ơi. Chú ơi, tụi con có 110 mấy đồng, hay là chú lấy hết rồi chú thả bạn con ra đi. Đúng rồi chú. 110 mấy đồng luôn. 110 mấy đồng mà. Mà chú còn làm 120 đồng nữa. Rồi bay vắt hết tiền ra đây. Trời ơi, con có 118 đồng mà chú ơi. Hai đồng mà chú. Cái con Si Ba gì nè, nó nhúng nhảy hát múa một bài đi, làm ta vui đi. Trời ơi, vậy chú? Ông chú, bây giờ ông có chịu giảm giá không? 118 đồng. Hết tiền rồi. Không. Ê, ông chú này kỳ cục này chứ. Vậy thì đừng có trách nha, ăn cắp luôn. Mày nè. Ôi, tôi bế được rồi. Chạy. Chạy mà coi. Tao bỏ xe đây, bây giờ thấy bà tụi quay rồi, đứng lại. Chạy đi. Không dễ rồi. Chú ơi. Ngoại giao thương lượng thôi hả? Cái cục tức gì mày? Ăn cắp đồ người ta xong giờ mày ngoại giao hả? Thôi đâu ăn cắp đâu, con mua mà chú không chịu mua thì mắc quá, con lấy luôn. Ai
chú mày cái thói giang hồ vậy hả? Vậy thôi bây giờ con trả chú 100 đồng lại nha, coi như là tình nghĩa anh em chúng mình. Ok, 18 đồng nữa này, 118 đồng. Bây giờ chú không lấy là con chạy luôn, là chú khỏi luôn á. Mình ngoại giao đến đó vậy được rồi. Chú ơi chú vậy là được. Mày dễ thương. Tao lấy 117 đồng thôi, cho mày 1 đồng mua bánh. Rồi chú cắn cổ, cắt cổ à. Rồi đó 100 đồng đó, tạm biệt chú. Ê chiếc xe này. Ôi chiếc xe chú bị mất rồi kìa. Ê, xe, ok, tạm biệt chú. chạy thôi. Ê, đâu rồi? Đâu rồi? Mấy bạn đâu rồi? Ê, thấy rồi. Đây rồi. Nhanh lên, đây rồi. Cái gì? Đưa tiền cho ổng ơi. Trời ơi, tôi là bộ trưởng bộ ngoại giao mà. Sao mà không được? Nhanh lên, đi rồi. Chạy. U là trời. Trời ơi, vua ngoại giao là tôi mà. Bộ trưởng bộ ngoại giao, hi ha, cặp bi bra.